được dán nhãn sản xuất tại nước Anh, nhưng thực chất đây mới là nơi ra lò của những chai mỹ phẩm này. Một trang trại chăn nuôi tại thôn Phượng Nghĩa, xã Phụng Châu, huyện Trường Mỹ, Hà Nội. Với dây chuyền dán nhãn đã được tự động, nếu không bị cơ quan chức năng triệt phá, thì mỗi ngày cả ngàn chai mỹ phẩm giả có thể bị tuồn ra thị trường. Đại diện đơn vị phân phối mỹ phẩm chính hãng cũng xác nhận số sản phẩm trên chắc chắn là giả, bởi đây là mặt hàng vốn được nhập khẩu độc quyền. Cái số lượng hơn 16.000 đây nó chỉ là một cái đợt hàng mà họ chuẩn bị ra thôi, còn trước đấy thì rất là nhiều. Nếu như mà chúng ta sử dụng phải nhầm những cái loại hàng giả như thế này thì cái hệ lụy nó rất là lớn. Viêm nhiễm phụ khoa cũng từ đây, các bệnh nấm ngứa cũng như là các bệnh ung thư, các bệnh mà liên quan đến cái vấn đề vô sinh cũng từ đây mà ra. Vì là hàng giả, nhập vào rẻ nên nhiều đại lý dù bán ra với giá thấp hơn hàng chính hãng vài chục ngàn đồng một chai, nhưng mỗi chai vẫn có lãi khoảng 4 lần giá thành. Điều này khiến cho đơn vị phân phối hàng chính hãng điêu đứng vì hàng giả. Trước thực trạng công nghệ sản xuất hàng giả ngày càng giống hệt hàng thật, đơn vị này đã thực hiện dán hẳn 3 lớp tem. Ngoài 2 tem niêm phong, thì tem chống hàng giả có 2 mã QR có chức năng truy xuất nguồn gốc và xác thực hàng chính hãng để dễ nhận diện. Thưa quý vị, những sản phẩm mỹ phẩm như thế này, nếu đủ điều kiện lưu hành trên thị trường, thì bắt buộc phải đáp ứng những tiêu chí về nhãn mác và chất lượng theo quy định pháp luật. Vậy nhưng với những sản phẩm hàng giả như thế này thì các đối tượng sản xuất đã bỏ qua tất cả những điều kiện đó. Vậy những sản phẩm này có an toàn với người sử dụng hay không thì chắc chắn phải đến khi xảy ra hậu quả thì mới biết. Dung dịch vệ sinh nhưng lại được ra lò trong điều kiện và công nghệ mất vệ sinh, chỉ với xô và thùng cáo bẩn. Dụng cụ pha trộn nguyên liệu cũng đã rỉ sét. Vô số hóa chất, phụ gia, hương liệu trôi nổi không rõ nguồn gốc dùng làm nguyên liệu cũng đã bị thu giữ. Cũng tại đây, cơ quan chức năng còn phát hiện hàng loạt mỹ phẩm, thực phẩm chức năng khác, dạng kem, viên nang như vitamin E, omega 3, tế bào gốc, được ghi nhãn sản xuất tại Úc, Canada với số lượng hàng thành phẩm tính bằng tấn. Đối tượng đã thuê người dân tộc không phải người địa phương để ngăn các chặn thông tin xung quanh. Và thứ hai là thuê một cái gian nhà kho kín đáo và núp bóng dưới là trang trại nuôi gà. Với cái môi trường như này thì không thể đảm bảo về sản xuất thực phẩm và mỹ phẩm. Nếu chót lọt tiêu thụ ra thị trường sẽ gây hậu quả khôn lường. Để che giấu hành vi làm hàng giả, cơ sở này lúc nào cũng đóng cửa, nội bất xuất, ngoại bất nhập, chỉ mở cửa trong đêm khi chuyển nguyên liệu về và xuất hàng đi tiêu thụ. Đây được coi là vụ việc sản xuất thực phẩm chức năng giả với quy mô lớn nhất trên địa bàn Hà Nội bị phát hiện trong vòng 5 năm trở lại đây.